chương trình mình thâu. À, đâu nó nhiều giờ ấy. Vâng vâng. Cái này là một trong cái thịnh hành nhất bây giờ. Vâng. Rồi nó còn xuống rẻ nữa. À, em không có gì. Chú ra rồi mới thâu được chứ. Chú phá rồi mới thâu được đâu. Bắt rồi à? Bắt rồi. Em có gắng được ăn sướng. Ở nhà rồi cũng phải nấu riêng cho chị ăn. Rồi đi mấy chú ăn rồi đi lấy, không có làm mất lấy rồi ăn chịu thằng dâu đâu có tiền. Lại làm tài tử nữa cô anh ơi. Ông ơi. Dạ. Này ăn đi, ăn không ăn thì má ăn.
Không, chú Liêm đẹp trai lắm. Khi mà chú Liêm lên trên camera còn đẹp trai hơn ở ngoài. Nhìn ngoài vậy chứ mà vô trong camera đẹp hơn. Cái này để gửi về Việt Nam ấy nhờ. Thôi mà chừng nào gần đấy bạn ấy nhờ. Chú Hoàng là thèm dữ rồi nha. Anh không đút cho một miếng. À ok. Có ăn rồi. Chú mày chị lát. Chú chưa kìa thôi. Ok rồi. Hi guys. Hôm nay đám cưới gì lá. Hi. Cái này Việt Nam này, quay ra chúng ta làm hai cái, ở bên quay thêm cái nữa. Dạ. Như Việt Nam rồi. Có chứ đi. Trời ơi, chạy các thầy cháu. Còn đang hút nữa chứ. Rồi. Hút rồi, có rồi, cô Lan. Ừ, đặc biệt. Cô Lan mới thật đấy. Thank you very much.